Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Tân Dậu 1981 luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Chính vì vậy mà trong tháng 8, tuổi Tân Dậu cũng có những đột phá về thành công trong công việc, cũng như sự nghiệp và kinh doanh. Tháng 8 do được quý nhân mang đến vận may tài lộc, con giáp này có thể có được nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Nắm được những vận may của mình trong tháng 8 âm lịch, những người tuổi Tân Dậu phất lên như diều gặp gió, không có gì có thể cản được thành công của họ. Không làm mất thêm thời gian của quý vị, ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi video phân tích tử vi của những người tuổi Tân Dậu trong tháng 8 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của người tuổi Tân Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Những người sinh năm Tân Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất cứ hình thức nào, nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo. Con giáp này là người thích đám đông, thích nói chuyện hay vui đùa, biết cách hóa giải không khí căng thẳng giữa mọi người. Bạn là người coi trọng hạnh phúc gia đình, tuy rằng đôi khi gia đình khiến họ cảm thấy nặng nề, nhưng bản tính nhẫn nại, dịu dàng, cùng nguồn sinh lực dồi dào có thể giúp bạn vượt qua tất cả. Yêu và được yêu là điều mà tuổi Tân Dậu luôn hướng đến. Người tuổi Tân Dậu sẽ trải qua một tháng nhiều vất vả trong công việc làm ăn, tuy nhiên đối tượng làm công ăn lương ít bị ảnh hưởng hơn là tư hay là làm chủ. Tuy bận rộn vất vả, nhưng đổi lại phương diện tài chính được củng cố khá vững, tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt gia đình hay câu chuyện hùn hạp làm ăn. Về sức khỏe, chú ý đến vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải, khiến chức năng đào thải độc tố trong cơ thể trục trặc, là tiền đề gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp khỉ âm thổ nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị xin xuất tiết, mất khí, nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Tân Dậu cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét quấy phá, công việc cũng như gia đình mình. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Tháng này dù phải chịu sự đốc thúc quản lý khá chặt chẽ của cấp trên khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và áp lực, nhưng đây cũng chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, chạm tay vào cơ hội được thăng chức tăng lương. Người làm công ăn lương có thể vượt qua được khó khăn, chinh phục mục tiêu đã đề ra nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của đồng nghiệp. Trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh có thể giữ được mối quan hệ với những đối tác triển vọng, cùng làm ăn có lợi. Có điều người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình là hơn, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói cho đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bạn vướng vào rắc rối, phiền phức không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạp Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai về mặt tài lộc và tiền bạc.
Tình hình tài chính về cơ bản là tốt trong tháng này, cơ hội thăng chức tăng lương cũng giúp bạn nâng cao mức sống, có một khoản tiền dư giả để tiết kiệm, đầu tư hoặc mua sắm những vật dụng cần thiết trong gia đình. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay, bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc là cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân, tị sậu sử, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, tình hình sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm nhẹ do chịu ảnh hưởng của những khó khăn, vất vả mà cuộc sống đem lại. Công việc có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Bạn cần chăm sóc cơ thể thật tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Các gia chủ tuổi Tân Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Do được nhiều sao chủ về đào hoa chiếu mệnh, gia chủ trở nên đào hoa hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đây. Bạn có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ, ái mộ đến từ bạn bè hoặc đồng nghiệp ở cùng nơi làm việc. Đôi bên sẽ phát triển thành những mối quan hệ ái muội thầm kín. Nếu là người đã lập gia đình hoặc đối tượng tiếp cận với bạn là người đã lập gia đình thì nên chủ động tránh xa, đừng để chuyện thị phi gây ảnh hưởng đến danh dự và người thân. Nếu biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, đôi bên sẽ luôn duy trì được một mái nhà ấm áp và hạnh phúc. Hãy thường xuyên trò chuyện để thấu hiểu suy nghĩ của nửa kia. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản mệnh, bản thân bạn chưa thấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tí, tuyệt dần. Đối với những người tuổi Tân Dậu trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 8 năm 2022, tức ngày 30 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 8 năm 2022, tức ngày 11 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức ngày 23 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của bạn vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Dậu trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 8 năm 2022, tức ngày 31 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 8 năm 2022, tức ngày 12 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 8 năm 2022, tức ngày 24 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Tân Dậu trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.